Tôi xin kính chào cô chú anh chị các bạn xem chương trình. Chào đón cả nhà, mình đã quay trở lại cùng với kênh Suzuju. Kính chúc mọi người một ngày mới nhiều niềm vui, hạnh phúc và an yên. Tisu cùng với cô chú anh chị các bạn đang đứng ở trên góc đường Trần Phú. Và góc bên này là đường Bộ Châu. Và bên kia là đường Ngô Sĩ Liên. Hôm nay thì Tisu sẽ mời cô chú anh chị các bạn mình đi bên này để đi dạo đường Hai Bộ Châu với Tisu đi vòng vòng ở trong cái khu vực bán bánh bèo mà giờ này có hết rồi.
Phương Thảo Ngọc Lễ hát bài đó thì xin nhớ. Nhớ ai bây giờ? Em ơi, em ơi. Sáng nay cà phê một mình, cái đó là chơi gì ta? Đáp số. Cái này là cái gì mà sao mọi người cùng ngồi lên màn hình coi? Quay số. À, vlog, vlog. Không biết là cái gì cả nhà, vlog. Chị Sư thấy giống, không biết là cái gì mà nhìn thấy có chữ thịt lót. Ở đây có cái nhà chắc cô cũng cổ xưa, ở Phan Thiết quê mình, nhà số 8 ở dưới này. Cửa lọc. Đây cũng cái nhà chắc cũng xưa rồi, cửa thấp thấp này. Có dàn cửa bên trong. Đường này á là xe taxi đồ vô được khỏe cả nhà. Đó. Ui xe kìa. Sáng nay cà phê một mình. Đây, đây là một cái đường hẻm, đường này thì đi đâu ta? Đi thử đường này nha cô chú anh chị các bạn, Tisu chưa bao giờ đi đường này. Nhưng mà mình nhìn bên hông căn nhà là mình biết căn nhà này tồn tại ở đây ít nhất là phải 50 năm. À, căn nhà mình thấy là cái cửa nhỏ nhỏ này. Nhà mình đi đường này thử rồi cái mình bật qua đường bên kia. Đó. Ở đây cô chú anh chị các bạn thấy là ở đây cái cách họ trộn. Hay là cái này là cục đá ta, một cái lớp vậy đó, màu đỏ này. Góc phố rêu phong, mà này không có rêu phong, chỉ có góc phố xưa thôi. Phố xưa. Cột dây cảm. Đường này tên là đường gì? Tisu chỉ biết là nó ở cái đường hẻm ở đường Phan Bội Châu. Tisu thấy lạ lạ cho nên là cũng muốn đi vào. Đây họ có cái cửa sau là theo cây mới mà đây. Tiệm bánh bao Quang đặc biệt á, cả nhà mình ở đây họ có bán bánh bao này. Chuyên làm bánh kem, bánh patiso. Đường này là hẻm nhỏ của đường Nguyễn Tri Phương. Tôi sẽ đi qua một cái nhà ngang họ đang chiên cơm chiên trên cái nồi bếp từ. Trời ơi, rất là thơm. Giờ đi ra lại đường Nguyễn Tri Phương nữa nha. Góc kia là Phan Bội Châu, góc này là Nguyễn Tri Phương. Thank you.
bánh mì giò chả Hà Nội. Giờ thì Xô sẽ đi ngược bộ lại, tại mình đi bộ cô chú anh chị các bạn nên mình đi ngược lại, đi sát vô lề qua đây. Hồi xưa ngay góc này nè cô chú anh chị các bạn, mình có một cái tiệm bán guốc rất là lâu năm ở Phan Thiết chỗ này. Bây giờ là họ hết bán guốc rồi. Chỗ này nè. Hồi họ đóng cửa. Hồi xưa họ bán guốc, đóng guốc ở đây. Cái căn nhà này cũng là một trong những căn nhà cổ Phan Thiết này. Hồi số 14 được Nguyễn Tri Phương. Hội văn học nghệ thuật của tỉnh mình nè cả nhà, ở số 06 đường Nguyễn Tri Phương, có tạp chí Văn Nghệ Bình Thuận nữa. Hội văn học nghệ thuật cả nhà, trong này thì họ có trưng bày những cái tranh cũng như là sách nè. Mình chỉ xuống đi vào một chút, biết họ có cho mình vào không để uống trà. Họ có triển lãm tranh, những bức tranh thiên nhiên. Đẹp Chăm Ba ở Ninh Thuận. Đây là cái trưng bày cái tác phẩm mà đạt giải. Giải B nè. Này là bánh hỏi nè, hấp bánh hỏi nè. Bánh hỏi này là hấp Phú Long. Làm cá nè. Năm 2023 cá cơm khô truyền thống tại Bình Thuận. Giải B. Thể dục thể thao, đua ngựa, này làm muối ở Tây Ninh, này dù lượn ở Bình Dương, rồi thu hoạch nấm chi ở Đồng Nai, rồi cái làng nghề thủ công ở Đông Nam Bộ. Đây là bộ sưu tập bướm ở Đồng Nai, bướm mã đà. Rồi bây giờ thì mình ra lại cô chú anh chị các bạn.
góc này là cái vườn bông nhỏ đó. Và bây giờ thì Tisu cùng với cả nhà mình sẽ đi dạo qua cái con đường nhỏ ở đây. Góc ngã tư giữa đường Trương Gia Mô và đường Phan Bội Châu đó cả nhà. Cái nhà này là chắc cũng lâu đời lắm rồi này cô chú anh chị các bạn, có cái cổng này nè, thấy này phải trên 70 năm căn nhà này. À, căn nhà này là đuôi của cái nhà cổ này, đúng rồi. Nên mình nhìn cái kiến trúc mà mình thấy cửa là mình biết
mát mẻ. Bên này cũng vậy, đường Trương Gia Mô. Mở cửa ra nhưng mà có ô lưới, không có sợ bị muỗi ruồi gì bay vô nhà hết. Salon Ngọc Thạch cắt tóc. Mình chỗ này có một cái tiệm trái cây. Đây, tiệm này là tiệm trái cây. Này cũng đông khách lắm, tại vì mình đi qua sớm là họ chưa có bán, là họ trễ chiều đó là nhiều khách. À, ở đây có ớt luôn nè, ở đây có nhiều cây. Thấy gà. Đây gà cả nhà, nuôi gà. Hơi gà họ thả cát á, để cho nó đi đó, nó đi vệ sinh rồi nó không có bị mùi. Rồi đến đây thì Jisoo cùng với cả nhà mình ra lại đường Trần Phú ha. Đây là cầu Dục Thông này, còn những ngày trước nè. Xe khách mà để đi vào trong khu di tích Bác Hồ.